Yêu cầu của trò chơi này là các bạn phải vừa hát ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương và phải âu yếm với những chú người yêu này, và điểm số chúng tôi sẽ cộng cho người xuất sắc nhất khi mà các bạn thể hiện được tình cảm của mình với những chú trăng. Xin mời các chú trăng. Phải nhớ là luôn hát nha. Rằng anh yêu ơi, yêu em nhất trên đời. Trong trái tim mình này, em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi. Trong trái tim anh rằng anh yêu em. Rất tuyệt vời. Hãy đón xem tập 9 chương trình Ban Nhạc Quyền Năng phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy ngày 19 tháng 5 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và chương trình được phát lại vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.